Rồi, chiên đó, chiên ơi. À, hôm nay là thứ năm rồi á, thì chủ nhật tuần này là chủ nhật gì vậy Duyên? À, chủ nhật tuần trước là chủ nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì chủ nhật tuần này là chủ nhật Chúa Ba Ngôi đó Khánh. Dạ, mà em thấy á, là mấy đứa bạn em á, thì có đứa nói á, là chủ nhật, có đứa nói là chủ nhật. Thì theo chị á, tại chị thường nghe dạy giáo lý á, thì chị dạy cho mấy em nhỏ là chủ nhật hay chủ nhật vậy chị? À, chị dạy giáo lý trên nhà thờ á, thì chị hay dạy cho các em đọc là Chúa Nhật đó Khánh. Chủ nhật hả chị? Thì trước giờ em cứ tưởng á, là nó sẽ là chủ nhật, tại vì á, giống ở trong lịch vậy chị, thì hai cái đó nó đồng với nhau á. Thì chị có ai hướng dẫn cho em không, hay là có cái tài liệu nào đó để nói về đó không? À, chị thấy trên trang truyền thông của giáo phận Phúc Cường á, có thầy Quýnh hay dạy về những cái lỗi dùng từ hay là chỉ cho mình sử dụng từ đúng á. Bây giờ hai chị em mình xem nha. Dạ rồi. Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Chúa Nhật hay Chủ Nhật? Trước tiên, Chúa Nhật là từ Hán Việt. Nhật có nghĩa là ngày. Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa. À, vậy là Chúa Nhật là ngày của Chúa đó Khánh. Dạ, vậy còn Chúa Nhật sao ta? Vậy mình cùng xem tiếp thêm thầy nói về Chúa Nhật như sao nha chị. Thứ hai, Chủ Nhật là từ Hán Việt. Chủ có nghĩa là Chúa. Theo nguồn gốc, chữ Chúa và chữ Chủ đều bắt nguồn từ chữ Du trong tiếng Hán. Vì lúc đạo Công giáo truyền vào Trung Hoa, người Tàu dịch là Thiên Chủ. Sau đời Mãn Thanh mới đổi thành Thiên Chúa cho trang trọng. Vì thế, Chúa và Chủ đều giống nhau. Do đó, chúng ta có thể gọi là Chúa Nhật hay Chủ Nhật đều như nhau. Tuy nhiên, người Công giáo thích dùng chữ Chúa Nhật hơn vì nó nhắc nhở họ đây là ngày của Chúa, nên phải đến nhà thờ tham dự thánh lễ để thờ phượng Chúa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ Chúa Nhật hay Chủ Nhật. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ lái xe hay tài xế. Mến chào tạm biệt các bạn. À, vậy là cách dùng từ của chị hay của em đều đúng hết. Yeah. À, tùy vào mục đích riêng thôi. Yeah, còn cái thói quen của chị á, hay dạy cho trên giáo lý á, thì chị hay dạy các em là Chúa Nhật hơn. Dạ. Yeah. Cuối tuần này em có dự định gì không Khánh? Dạ, thì em thấy tuần sau với chị ở trên trang truyền thông giáo phận Phú Cường á, thì sẽ có một buổi cầu nguyện tê giới online. Thì em đang định là mình sẽ gặp lại với nhau á, ngồi lại với nhau để cùng cầu nguyện chung với nhau. Chị đi với em nhé. À vậy hả? Chị cũng thấy là 7 giờ rưỡi tối thứ ba sẽ có một buổi cầu nguyện tê giới online đó. Vậy tới ngày đó hai chị em mình cùng đều mở máy lên và cầu nguyện online với lại cha ha. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị. Dạ. Yeah.